Toát này còn rắn này à? Rắn trắng á. Ờ, măng này đây. Thế kiểu rắn lai nhỉ, mà khéo chả có. Tại rắn lai rắn gì nhìn thấy trắng. Nhưng mà nó cũng bành bành lên, bả đập trượt nó kìa. Thấy chưa? Đi đâu đấy? Đây à. Bỏ đất xa ra ngoài này. Đấy. Nào. Đấy. Hôi. Ai mà ghê đấy, mà đây, đó, mà đây, à, mà, xuống, xuống. Mà, xuống. À, mà, 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 dưới cái cây này, anh ơi, đây, bạn có rắn trắng đi gần, rắn trắng không, gà ra, ôi con này hàng ghê, rắn trắng hầm ấy, ảo hàng, đúng, tôi nhìn thấy một con rắn trắng, đúng hầm ấy luôn, ai dạ, đưa cái móc của tôi đâu? Đồ. Chà. À đây. Đào ra nhá. Thôi. Để tôi móc ra. Thôi. Được rồi. Lắp mực mà. Chà. Cái gốc cây này ra. Để ý mày, nó để ý chẳng chết nó ra. Để tôi kéo được ra đây. Đào tung nó ra, đào tung nó bỏ ra. Ui. Đào đi đây. Đào ơi. Mình ông đi trong cái kia đi. À, dẫn này. Ê, rắn này mày không trông thì kia đi mày ơi. Rắn này rắn nói ngoài chả phải rắn phi trắng đâu. Đúng ạ. Rắn này rắn bạc tạng thôi. Bảo nhìn thấy bảo này cũng tí đây à. Bảo bè nhanh lắm loại này à. Mẹ ghê. À. Đúng rồi, này con chạy đi, con chạy nó bắt con. Đấy, đấy chạy vào. Đấy. Chạy vào đi. Rồi. Chạy vào đi. Đấy. Rồi. Rồi. Bé tí ạ. Con rắn này nó bé nhưng mà con rắn này con rắn quý không ạ? Không xem mặt nó. Nó vuông nhỉ. Đầu đen xì. Giữ tay thằng tay nó quẩn vào cổ tay thằng này. Rồi. Con này bé quá. Bé hay thả. Tôi... rắn này rắn quý đấy, thả nào. Tôi đưa tôi vào, tôi buộc vào. Tạm biệt đá quý đây. Thôi anh, đừng về quá. Đi đi. Thôi đi. Thôi. Thêm phát thì thôi luôn đấy. Rắn này nó hiểu. Đâu rồi, ba lô tôi đâu rồi? Ba lô nó vừa lên tôi rồi. Đúc cái thứ vào mà. Ôi, con nào? Đây, con to này. Đây, con này, con này. Đây, tờ đây. Khả năng như vậy, mày thấy con này bảo bằng cổ tay mà. Cung màu, mông màu. Ôi, con trước quả con này, lâu quá con này. Đây, đây, rồi à. Đây, ôi dồi ôi. Đây, thấy chưa? Ôi dồi. Ôi, con này. Người này, chúng tôi. Ai mà. Ai dạ, ai dạ. Ai dạ, con này mà. Ôi, con tờ đơn con kêu mà. Nhưng mà à, kìa, không con này chả. Ghê không? Con này cũng kìa, nó cắn. Thật nó cắn. Cùng lông nó. Lông để tôi bắt ra. Cây này cong quá. Cái cây này nó cong queo đây, nó khó chẹn. Cái cây này nó hơi cong. Đừng cho vào đấy. Con đỏ thế nhỉ? Ồ, con lợi trắng nữa. Cái túi bên đây đâu nhỉ? Cái túi chụp nó vào. Bọn rắn này hè ở đôi lắm. Kìa. Sợ lắm con này hôm nay. Chụp này cho nó vào luôn nhá.
Tại là nguyên làm cái như này. Đơm đơm nó vào, không mẹ nó vào. Mày làm cái như này mẹ nó gì. Cây. Rồi, rồi, rồi. Nó cắn, nó cắn. Ông nào bắt con bắt đi. Tôi bắt được. Chết, chết. Mẹ nó vào đó vào chân chết đấy. Rồi, đi. Đơm đơm cho nó vào, nó vào đấy không? Nó vào đấy không? Đi từ từ chùm lên cho nó vào. Úi trời, úi trời. Kìa. Để cho nó bò chạy bắt đầu nó khỏi tấn công. Nào đơm nó vào nhá. Bắt vào đi. Đừng nó chạy mất rồi, rồi. Úi, chạy mất đấy. Úi, mất rồi. Thôi đấy. Mất mẹ rồi. À đây rồi. Mất mẹ rồi. À đấy, ra đấy rồi đó. Đưa 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 cái cây đâu vậy? Cái cây đâu vậy? Đổ đổ. Ê, đổ ra đây. Kìa. Rồi, rồi. Bắt luôn đi. Kìa, chạy. Lên, 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 quay lại không? Rậm này. Vẫn tuồn được không? Xuống rồi. À, chả phải. Rồi. Rồi, mình lợi dụng cái chỗ nó rậm này mình bắt rẻ. Cẩn thận. Này chả ra lỗi. Rồi. Được chưa? Được chưa? Ra đây kìa. Nhưng mà nó còn mắc cỏ. Ra được. Đâu rỡ ra được. Rồi. Cái cây này nó cong quá. Cái cây này chỉ được. Lấy cái thuồng, cái đầu thuồng cái dí vào kìa. Mày lấy cái đầu thuồng dí vào cái cây này nó cong cả dí được. Nào cho ra đây bắt được lắm. Thôi bắt đi. Ấy, rồi. Chà. Kìa. Đấy, ai. Quá đã thở ống. Cái cây này này. Bả nhỉ. Rồi. Bả. Rồi. Cẩn thận cái tay, cẩn thận cái tay. Để xuống. Rồi, được chưa? Ok. Ba thằng chẻn được đó. Ai mồm? Mồm nó vì tao kìa. Chắc này không, tôi đuổi đúng con nào ơi. Chắc nó trồ vào đâu. Chắc mình ấy nó quẹt vào. Cái lưỡi nó khác thường nhỉ. Lưỡi nó tím rồi. Chắc nó rút nhanh quá, chảy nhanh quá kiểu nó đâm vào cây á rồi nhé. Không, cái chỗ kia là lúc ấy đào nó ấy kéo. Hả? Lưỡi nó tím rồi. Ai con này ác nhỉ. Rồi, ngon rồi. Nhưng mà người trắng mắt nó lại đen thế nhỉ. Nhưng mà con này to. Con này to thế. Con xem biết không. Đấy, tôi bảo mà ông đây. Ua. Bao tê lắm mình. Này ổn rồi. Con này ổn này. Thả, bắt con này thả con kia. Ủa con này khỏe nhỉ. Thả con kia ra. Khỏe thế. Thả mẹ con kia đi. Ông con lấy ông chọi bớt con. Chả lấy. Chọi lấy cho này này. Chọi con về mà. Cho trả không ít. Lại. Đi về đi về. Thôi nha. Thôi trả lấy thôi nhá. Trả lấy chúng tôi mang về nhá. Đồ về. Đấy. Cái ba lô. Ba lô tôi lúc ấy. Lấy bút ra.